Rồi chào anh em nha. Sáng nay mình lên tiếp cho anh em bộ lửa 84 FT gần cực đẹp nha. Zin tháo xe. Bộ lửa này là nguyên zin nha, cuộn đèn cuộn lửa nguyên zin chưa quắn. Nhưng mà cuộn này là đã tách mát sẵn nha anh em. Tách mát có nghĩa là tách mát cuộn đèn. Để anh em về đi sạc ba pha như là sạc của ẹt 150 và sạc Attila nha. Để mình đi đi đèn led này kia ok á. Thì bộ lửa này là bộ đèn này, cuộn đèn này đã tách mát nha anh em. Đó. Cuộn đèn cuộn lửa nguyên zin chưa quắn lại thì bộ lửa này rất là đẹp. Mình bán thì bộ này chỉ có 2,2 triệu thôi nha. Anh em nào chốt thì alo mình nha. Sử dụng được cho tất cả các dòng xe Honda Cup 67 CD CNL. Lửa 84 FT gần, qua lăng xi zin cực đẹp. 84 FT gần. Không lỗi làm gì hết nha anh em, răng cỏ ok. Bao đủ thứ, anh em về xài ngay nha. Thì còn đây là cuộn đèn. Cuộn đèn cuộn lửa này, cuộn đèn đã tách mát ha. Ví dụ anh em dài không muốn xài sạc ba pha thì mình về mình đấu lại bình thường không có gì hết. Nói chung là tách mát là chỉ mình hàng những cái cọc này lại để tách mát thôi đó, chỉ vậy thôi. Còn anh em về muốn xài lại bình thường thì mình cứ đấu đầu lại, thợ người ta sẽ biết thôi. Đa số đi lửa này anh em về đều đi tách mát để đi đi sạc lớn á, để mình đi tour này kia nó ngon lành ok. Rồi bộ lửa cực đẹp clip thì mình bán có 2,2 nha, anh em nào chốt alo mình.